Hello anh em, tôi Đức Đen đây. Anh em không cần thắc mắc tại sao video tôi lại cắt đến khoảng tầm này đâu, bởi vì chưa tắm nên người bẩn, không muốn xông mặt làm gì cả, thì làm cái video nhanh thôi. Bởi vì hôm nay thì lúc chiều thì tôi cũng có up một cái video như này lên group thì về cái vấn đề là chỉnh màu video. Thì lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là lại nhiều người quan tâm như thế, nhưng mà vì rất nhiều các bạn quan tâm nên cũng về làm luôn một cái video chia sẻ lại cái cách mà mình đổ màu cho cái video này. Thế thôi, mình chỉ muốn giới thiệu như thế, còn bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết luôn cho đỡ mất thời gian. Chúng ta sẽ mở Premiere lên, mình dùng chủ yếu là mình sẽ dùng bằng Adobe Premiere bản CC. Đó. Thì cái bản gốc ở đây mình đang dựng đó là cái bản 4K. Mình đang dựng ở đây là một cái bản 4K, nhưng mà tuy nhiên các bạn có thể thấy là mình dựng rất là mượt, bởi vì mình dùng cái proxy, sử dụng proxy thì dựng 4K vì máy cấu hình yếu thì nó sẽ rất là trơn tru, mặc dù máy của mình cũng không phải yếu đâu, nhưng mà dựng proxy cảm giác nó nhàn hơn rất là nhiều. Ok, mình sẽ tắt tạm cái layer, mình chỉnh nút đi. Thì đây là cái màu gốc của video. Cái màu gốc của nó bị nhợt nhạt như thế này là bởi vì mình để cái chế độ là D-Lock. D-Lock tức là gần như là như kiểu mình chụp ảnh là file RAW ấy, thì cái video nó cũng có một cái định dạng là lock, tức là mình sẽ nói dễ hiểu đơn giản là nó sẽ thu thập và lưu lại rất nhiều những cái thông tin về hình ảnh để về mình có thể xử lý lại, trong ví dụ như tăng sáng giảm sáng mà nó không bị mất đi cái chi tiết. Đấy, chứ còn khi ở ngoài thực tế thì nó nhìn nó không nhợt nhạt như này đâu. Ngoài thực tế nhìn nó cũng phải được, khi như giống như mình chỉnh màu lên nó phải giống tầm 70%. Bởi vì lúc mình quay cái này là lúc ánh chiều hoàng hôn nó chiếu vào cái lúa này, thực sự là đẹp tuyệt vời luôn. Đó, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ cho các bạn thấy là như trong cái layer. Hiện tại mình đang ở đây mình sử dụng là chỉ có một cái màu thôi, đó là mình chỉ sử dụng cái Lumetri Color, không hề sử dụng cái gì khác, cũng không hề sử dụng lút, cái này mình tự kéo. Và đây các bạn sang bên này để xem này, hầu như mình chỉ chỉnh ở cái phần Basic Correction, phần Creative mình không động đến, chủ yếu mình chỉnh Basic Correction và cái phần Cuvit này. Đây, thế này thôi, hết, không chỉnh gì khác. Ok, bây giờ mình sẽ thử làm cho các bạn xem, làm mẫu cho các bạn xem. Khi tắt cái layer này đi thì các bạn thấy là thực sự là cái việc chỉnh màu nó không phải là quá khó, ai cũng có thể làm được, mình khẳng định là ai cũng có thể làm được, nên là các bạn cứ tự tin là mình làm được. Có nhiều vấn đề khi chúng ta lên mạng chúng ta hỏi, thấy một người share cái footage rất là đẹp, chỉnh màu rất là đẹp, nhưng khi chúng ta hỏi là anh ấy làm nào thì mọi người thường hầu như toàn lại chỉ nói rằng họ sử dụng cái nút này nút kia, và có share thì mình cũng không thể sử dụng được nó đẹp như thế. Thì nó sẽ, vấn đề ở đây nó sẽ là do có thể người ta giấu nghề, hoặc có thể là do cái nút đấy mình chỉnh nó chưa được đẹp, là bởi vì do cái footage mình quay ra nó không đạt đủ cái điều kiện để áp cái footage đấy vào luôn, và để áp cái footage đấy vào mà nó ra được video đúng chuẩn luôn, mà mình cũng không phải là người chỉnh quá giỏi. Sở dĩ mà các bạn nhìn ra cái video này nhìn màu đẹp như thế là bởi vì cái cảnh lúc đấy nó đã đẹp rồi, ánh sáng cũng rất là hoàn hảo, ánh sáng rất là đủ sáng đẹp, thế nên là việc mình về mình xử lý nó rất là dễ. Và cái việc cân màu làm sao cho đẹp thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy mắt mỗi người. Có thể mắt mình thấy cái việc mà ám xanh nghe đẹp, nhưng có người thấy ám pha nghe nó đẹp hơn. Ok, không dài dòng thì bây giờ mình sẽ thử vào kéo cái này cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ cần phải chỉnh một chút về cái temperature, là cái nhiệt độ màu. Vì bây giờ, cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà hoàng hôn cuối chiều rồi, ánh nắng nó rất là vàng. Và cái lúa mình muốn tôn cho cái lúa nó tôn lên cái màu vàng, nên mình sẽ kéo đi cái temperature sang cái màu ấm lên một chút. Đấy, cho khoảng tầm 17 thôi là vừa rồi, tí tỉnh sau. Còn tin này thì tốt nhất là mình cũng chưa cần động vào đâu. Explore cho sáng lên một chút đi, bởi vì hình đang bị tối. Contrast hình nó bị nhạt quá thì cho đậm lên một chút. Highlight này, mình nghĩ là trong cái trường hợp này thì highlight cho sáng lên một tí, vì cho kéo xuống thì nhìn nó hơi bị nó không được tươi tắn lắm. Shadow,
sao đâu thì kéo xuống một chút thì nó sẽ làm cho xung quanh cảm giác nó có màu sắc nó đậm đà hơn. White thì mình thường cho lên một chút này để cho những cái chi tiết, những phần khói này nhìn cảm giác nó sáng, nó thật hơn. Thì cái phần basic correction này nó mình chỉ chỉnh cơ bản một chút thôi, chủ yếu là sang cái phần qubit này, giảm cái phần xanh này xuống, giảm cái xanh blue này xuống. Đấy, thì nói chung là trong ba cái màu xanh blue, xanh lá và xanh đỏ, mà màu đỏ này mình sẽ chỉnh cân làm sao để nhìn nó hợp mắt là được. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ chỉnh ở cái phần Hue Saturation Cube. Ở đây thì mình đang muốn chỉnh về cái phần lúa. Phần lúa màu xanh này nó ngả mang màu vàng thì mình sẽ chọn ở đây. Thì mình sẽ chỉnh ở đây là nó sẽ tôn lên những cái phần chi tiết của cái lúa đấy. Ví dụ bạn kéo này bạn sẽ thấy này. Đó, thì chỉnh vừa thôi, không kéo căng quá nhìn nó trông nó rất là giả. Đó, nếu mà ví dụ bạn muốn chỉnh màu xanh này thì có thể bạn đúng vào đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy, thực ra ở đây nhìn màu xanh nó đang không được nổi lắm nên nhìn nó cũng không rực rõ. Đó, thế bây giờ các bạn có thể nhìn thấy mà lúa cũng đã vào kiểu xanh vàng hơn, nhìn giống với phần kiểu như ánh mặt trời chiếu vào rồi, nhưng mà cảm giác vẫn hơi bị ám xanh green đúng không? Thì kéo cái blue gì lên. Đó, kéo lên một tí. Đấy, thì bây giờ nhìn nó đã đỡ hơn rồi. Mình sẽ chỉnh cho cái này căng lên một tí, nhìn nó đậm đà hơn một chút và nó vàng hơn. Đừng kéo căng quá này, kéo căng quá nhìn nó cái những cái chi tiết xung quanh này nó sẽ bị rất là đậm, trông nó không thật. Kéo vừa phải thôi. Nếu mà vẫn chưa thấy ưng vàng, kéo tiếp cái nhiệt độ màu lên. Đó, thì nó vàng. Thử xem so với cái bản lúc nãy của mình nha bạn. Đó, thấy chưa, cảm giác vẫn hơi tối tí, cho sáng lên. Cảm giác cái vàng hiện tại mình đang chỉnh hơi bị đậm vào, nó cho giảm bớt này xuống tầm 19 thôi, tăng lên một chút. Đó, mình nghĩ thế này là cũng ổn rồi. Nhìn lại rồi. Đấy, nó cũng khá giống nhau rồi. Xem chỉ số đây là biết này. Như chỉ số đây mình cái temperature để có 12 thôi này. Đấy, bởi vì mình không dùng cái công thức gì cả, nên mỗi lần mình kéo theo cảm hứng, kéo mắt mình thôi. Nên có thể là lúc trước mình kéo mắt nhìn trông nó đẹp đẹp, mà hôm nay ví dụ mắt như mình nó si đa một tí thì nhìn nó thành không được đẹp như hôm trước chẳng hạn. Đấy, như cái lần trước mình sẽ cho lên một ít màu đỏ lên một tí này. Để thử xem cái này cho màu đỏ lên vào. Đấy, cho màu đỏ lên một tí thì nhìn nó đỏ đỏ hơn. Mình nghĩ là để cho nó có một tí xanh thì nhìn nó sẽ thực tế hơn. Vì thực tế là cái ruộng này nó đang hơi màu xanh mà, chứ không phải là màu vàng hẳn. Đó, thì khi sang một cái cảnh khác thì lúc đấy ánh sáng nó thay đổi nhé. Mình không thể kéo áp dụng cái nút này, cái phần mình chỉnh màu sang đây cho cái cảnh tiếp theo được. Thì đấy, khi mình áp dụng sao thì nhìn nó cũng có màu sắc hơn, nhưng mà nhìn cảm giác nó chưa được đã mắt, chưa được vàng. Thì mình phải lập tiếp một cái adjustment layer mới. Và để quẳng vào đây, chọn cái layer mình vừa tạo này, sau sang phần cái bảng Lumetri Color, tiếp tục chỉnh như thế. À, có bác hỏi mình là tại sao cái màu trên clip này của mình nhìn nó đẹp như vậy, mà tại sao cái clip mù căng trải của mình lại nhìn nó trông xấu như thế. Đấy, thì thực ra cái bản này là chỉ là một bản trích đoạn của mình trong cái mù căng trải nhìn từ trên cao của mình thôi. Đây này, đây là cái màu clip bản full này. Đó, thì cái nó công nhận đoạn này nhìn màu trông rất là thích mắt, nhưng mà các bác ấy bạn chê là tại sao cả clip nhìn màu xấu thế. Thì thứ nhất là bởi vì mình không phải là người chỉnh màu giỏi,
Thứ hai là bởi vì những cái quang cảnh ở những cái cảnh khác ấy thì đa số là màu xanh nó quá nhiều. Cây cối đã xanh rồi, xong rồi đến đồng lúa lại xanh như thế này thì cảm giác mình đang bị bội thực cái màu xanh lá quá, nên cảm giác nhìn nó sẽ không thể đẹp bằng cái việc là cái một đoạn phân bổ có một đoạn đồng nhìn nó có màu sắc vàng rồi có sắc xanh rồi có sắc sáng, từ màu sắc nó không bị bội thực màu xanh quá nên nhìn cảm giác bao giờ cái mắt của mình nó cũng thích hơn. Còn những cái cảnh này thực sự mình cũng hơi thất vọng một tí bởi vì quá nhiều màu xanh. Giá như là mình đến muộn hơn một chút thì những cái đồng lúa này nó ngả hết vàng, thì những cái sắc vàng này rồi sắc xanh nó đan xen với nhau thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó thì đó là cái lý do mà tại sao đoạn này đẹp mà đoạn kia lại xấu. Nó có hai lý do như vậy: thứ nhất là mình không phải người chỉnh ảnh màu giỏi, thứ hai là vì nó đang bội thực quá nhiều màu xanh lá. Thế thôi. Nhân tiện thì cuối video thì nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể ghé thăm cái channel Đức Đen của mình. Mình là một thằng rất là mê du lịch và cũng hay làm những cái blog, những cái video về du lịch, rồi những cái blog chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch của mình. Mình có một cái trang web đó là đứcđen.com, nhưng mà hiện tại trang web này mình nó là blog chia sẻ những cái kinh nghiệm đi chơi của mình, nhưng mà hiện tại mình đang sửa lại cái nội dung các bài viết của mình, nhưng hiện tại ở đây chỉ là cái demo thôi, vào bây giờ nó chỉ là một mớ hỗn độn chả có gì cả. Đó, chủ yếu là các bạn có thể là subscribe kênh YouTube của mình này. Đấy, sắp tới vài hôm tới mình có một cái video rất là hay, hiện tại chưa thể bật mí được. Đấy, mình cũng không hay chia sẻ trên video như này nên là có thể là những cái câu từ hay những gì mình giải thích nó sẽ hơi khó hiểu. Nếu như bạn thấy khó hiểu thì cứ comment để mình biết gì mình sẽ trả lời. Yên tâm là mình biết gì mình hỗ trợ hết mình, không mình không bao giờ mình giấu nghề cả. Thế nhá, nếu mà hay nhớ đăng ký kênh Đức Đen của mình trên YouTube nhá. Cảm ơn.